Bóng đá quốc tế, kỷ lục hiếm tại bảng E, Mexico thắng tối thiểu. Ngày 23 tháng 6, bảng E của Copa America 2024 đã chứng kiến một kỷ lục hiếm hoi khi 4 đội tuyển có cùng 3 điểm trước khi bước vào lượt trận cuối cùng. Điều này khiến cho hai trận đấu cuối cùng tại bảng E hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng hấp dẫn. Trong trận ra quân tại Copa America 2024, đội tuyển Mexico đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Jamaica. Với chất lượng nhân sự nhỉnh hơn, Mexico đã áp đặt thế trận ngay từ đầu trận đấu. Phút 69, hậu vệ Cado Ataga ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp đội tuyển Mexico tạm thời đứng thứ hai tại bảng B, có cùng 3 điểm và hiệu số với Venezuela nhưng thua về số bàn thắng ghi được. Huấn luyện viên Vincenzo Montella của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã thừa nhận thất bại trước Bồ Đào Nha. Chúng tôi đã có khởi đầu khá tốt khi liên tục tạo ra những cơ hội ghi bàn, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Sau đó chúng tôi đã phải trả giá với bàn thua đầu tiên, rồi tiếp đến là sai lầm ở bàn thua thứ hai. Mọi thứ lúc đó dường như đã sụp đổ với Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi động viên các học trò rằng hãy thi đấu hết mình trong hiệp 2, nhưng Bồ Đào Nha đã tỏ ra quá chắc chắn khiến chúng tôi chẳng có cơ hội tìm thấy bàn thắng. Chúng tôi đã thua tâm phục khẩu phục trong trận đấu này. Trong một diễn biến khác, Bỉ đã giành chiến thắng 2-0 trước Rumania. Đây là chiến thắng thứ hai của đội tuyển Bỉ tại Euro 2024, khẳng định vị thế là một trong những đội tuyển mạnh nhất giải đấu. Huấn luyện viên Roberto Martinez của đội tuyển Bỉ vẫn chưa hài lòng với màn trình diễn của Romelu Lukaku, nhưng ông tin tưởng rằng tiền đạo này sẽ sớm tìm lại phong độ. Với kết quả của vòng đấu đầu tiên, bảng E của Copa America 2024 đã trở nên vô cùng kịch tính. Hai trận đấu cuối cùng hứa hẹn sẽ mang đến những bất ngờ thú vị cho người hâm mộ. Sau trận đấu huấn luyện với Slovakia, huấn luyện viên Roberto Mancini thừa nhận không hiểu vì sao Romelu Lukaku vẫn chưa thể ghi bàn tại Euro 2020. Ông chia sẻ, trận trước, cậu ấy không may mắn khi bị vệt vị chỉ 2m trước khi ghi bàn. Một tình huống khác, tôi không chắc bóng đã chạm tay hay chưa. Hôm nay, cậu ấy tiếp tục không gặp may. Lukaku đã ghi 3 bàn nhưng đều bị từ chối. Ngoài ra, cậu ấy còn nhiều cơ hội nhưng bị thủ môn và hậu vệ đối phương cản phá. Tôi không thể lý giải được sự kém may mắn của cậu ấy đến lúc này. Huấn luyện viên Mancini đã triệu tập toàn bộ 26 tuyển thủ trong một cuộc họp riêng, loại bỏ sự hiện diện của ban huấn luyện để giải quyết những bất đồng và tăng cường sự gắn kết đội bóng. Anh cũng nhắc nhở đồng đội về khả năng vô địch Euro. Tuy nhiên, buổi tập hôm qua lại phơi bày những rạn nứt ở trong đội. Kieran Trippier và Kyle Walker đã có một cuộc trao đổi gay gắt, đứng cách nhau vài mét, giơ tay ra hiệu không đồng ý. Trippier ban đầu cười đùa vui vẻ, bất ngờ tỏ ra không hài lòng với lời nói của Walker. Phil Foden nhanh chóng can thiệp, đặt tay lên vai Trippier để xoa dịu tình hình. Cuộc đối đầu này diễn ra sau nỗ lực khích lệ tinh thần của Harry Kane vào sáng thứ năm tại khu huấn luyện ở Wembley. Một nguồn tin tiết lộ rằng Kane, với vai trò thủ lĩnh bẩm sinh, muốn động viên đội sau trận thua Đan Mạch, nhắc nhở họ về tài năng và khuyến khích sự đoàn kết, dù họ là những cầu thủ đẳng cấp thế giới, Kane biết rằng mọi người đều cần được khích lệ tinh thần. Ngoài những breaking news nóng hổi, chúng ta cùng đến với những tin tức khác. Leipzig, tiền vệ 21 tuổi người Hà Lan, đang là tâm điểm chú ý của thị trường chuyển nhượng mùa hè 2024 với phong độ ấn tượng. Anh tỏa sáng rực rỡ ở Bundesliga với 8 bàn thắng và 11 kiến tạo, đồng thời ghi thêm 2 bàn và cung cấp 2 đường kiến tạo tại Champions League, khẳng định tài năng vượt trội. Theo nhà báo Fabrizio Romano, Leipzig dự kiến sẽ rời Bayer Leverkusen theo hợp đồng cho mượn đến tháng 6 năm 2025. Bayern Munich và RB Leipzig là hai đội bóng tỏ ra đặc biệt quan tâm, coi anh là sự bổ sung quý giá cho đội hình. Tuy nhiên, Leverkusen lại muốn giữ chân tiền vệ này sau màn trình diễn ấn tượng. Không chỉ hai gã khổng lồ Bundesliga, Arsenal và Manchester United cũng đang theo sát Leipzig. Sự cạnh tranh này khẳng định tên tuổi của anh đang nổi lên trong làng bóng đá châu Âu. Trong khi đó, Jack Sardy, cầu thủ của Arsenal, đã tiết lộ một ước mơ bất ngờ, trở thành kiến trúc sư. Anh chia sẻ trong buổi phỏng vấn gần đây, tôi từng có ước mơ trở thành kiến trúc sư từ khi còn nhỏ. Lúc đó, tôi sống ở tầng 10 của một chung cư và nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những tòa nhà tuyệt vời. Trong đầu tôi nảy ra ý định rằng một ngày nào đó tôi sẽ thiết kế những tòa nhà còn cao hơn như vậy. Giấc mơ ấy vẫn còn cháy bỏng trong tôi. Sau khi tôi treo giày, rất có thể tôi sẽ tiếp tục theo đuổi nó. Bên cạnh đó, đội trưởng Nacho Fernandez đã chính thức nói lời chia tay Real Madrid và gia nhập Inter Milan. Bảng E tại Copa America 2024 đang chứng kiến một kịch bản hấp dẫn khi 4 đội tuyển cùng có 3 điểm trước lượt trận cuối. Mexico đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Jamaica với bàn thắng của hậu vệ Cado Ataga ở phút 69. Chiến thắng này giúp Mexico tạm đứng thứ hai bảng E, cùng 3 điểm với Venezuela nhưng kém hơn về số bàn thắng. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã phải nhận thất bại trước Bồ Đào Nha với tỷ số 0-2. Theo lời huấn luyện viên Vincenzo Montella, đội tuyển của ông đã mắc sai lầm ở bàn thua đầu tiên và sụp đổ sau bàn thua thứ hai. Bỉ cũng giành chiến thắng 2-0 trước Rumania, khẳng định vị thế là một trong những đội tuyển mạnh nhất giải đấu. Tuy nhiên, huấn luyện viên Roberto Martinez vẫn chưa hài lòng với màn trình diễn của Romelu Lukaku. Hai trận đấu cuối cùng tại bảng E hứa hẹn sẽ mang đến những bất ngờ cho người hâm mộ.